Thật ra là cái cây bồ cặp vàng này nó là cái hoài niệm của bản thân mình. Xa cái tầm với của mình và xa lạ với mình, và nó rực rỡ quá, nó kêu xa quá. Nó cần phải có độ cao, và khi mà trên cái cây đó nó phải rất là nhiều bông mà nó rủ xuống, nó mới tạo được cái vẻ đẹp huyền bí. Chúng ta ai cũng đã biết về cái cây bò cặp vàng này bởi vì là báo chí nói đến rất là nhiều. Tuy nhiên là hôm nay mình khám phá ra một việc rất là đặc biệt, đó là ý nghĩa của cái cây bò cặp vàng mà người phụ nữ này tạo ra. Nó có một ý nghĩa rất là đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với các bạn về câu chuyện đó. Bạn chào Vui. Hôm nay thì mình rất muốn tò mò, muốn biết là vì sao mà bạn lại làm một cái cây bò cặp vàng này và ý nghĩa trong cái việc tạo hình nó như thế nào? Thật ra là cái cây bò cặp vàng này nó là cái hoài niệm của bản thân mình. Cách đây khoảng 10 năm thì cái loài hoa này nó mới du nhập về Việt Nam. Nó, cái tên của nó là Osaka. Thì cái lúc đó mình đi uống cà phê ở một cái quán cà phê, nó đối diện công viên, và cái đập vào mắt mình lúc đó mình rất là thích, đó là một cái cây hoa màu vàng rực, mình không biết tên. Và khi mà những cái chùm hoa vàng như vậy á, mà có những cái ánh đèn mà đi xuống á, mà lần đầu tiên mình mới thấy một cái vẻ đẹp, nó cảm giác như là nó làm cho mình cảm giác như là kiểu như là nó rất là đẹp, nó kiểu như là nó xa cái tầm với của mình, nó xa lạ với mình, và nó rực rỡ quá, nó kêu xa quá. Thì cái thời điểm mà mình bắt đầu á, thì lúc đó mình, bản thân mình có thể là chưa có được cái kiến thức nhiều về hoa đất, và chưa có đủ khả năng, chưa đủ kiên trì để chinh phục một cái cây bò cặp vàng. Tại vì bò cặp vàng theo mình á thì nó cần phải có độ cao, và khi mà trên cái cây đó nó phải rất là nhiều bông mà nó rủ xuống, nó mới tạo được cái vẻ đẹp huyền bí và vẻ đẹp kiểu như là quyến rũ của nó. Tại vì có nhiều bạn nói nó là hoa nữ hoàng, tại vì nó rất là đẹp, nó rực rỡ lắm, nó rực rỡ, nó có thể rủ những cành hoa vàng chịu nặng như vậy. Và theo mình quan sát á, thì cái cây bò cặp vàng á là một cái lớp da trơn. Thì khi mà mình làm á, thì mình để ý chi tiết là từ trên cái phân ngọn cây nó sẽ là màu xanh, xanh nhạt, và khi mà xuống thì nó sẽ theo màu thời gian, thì sẽ áo một lớp bên ngoài là mình sử dụng chất liệu tự nhiên trong cuộc sống của mình, là mình tạo. Tại thường cây á, thì cần phải có một chút xíu, gọi là nó có một chút xíu vết thời gian, thì ở ngoài đó mình sẽ tạo một cái lớp bùn để tạo một cái lớp vết thời gian cho cái cây của mình, và nó sẽ đi theo từng phần. Và khi mà đi xuống từ từ thì nó sẽ, nó già, nó cằn cỗi từ từ. Và theo mình á, một cái hoa, một cái cây mà nó theo thời gian như vậy á, thì nó sẽ không còn hoàn mỹ nữa, thì nó sẽ có những cái cành cây gãy, và những cành cây nó thời gian nó xô lệch hoặc là nó yếu, nó gãy dần, là mình tạo những cái cành gãy, những cái cành gãy, những cái vết nứt, những cái vết nứt thời gian, chứng tạo cái thời gian của nó sinh trưởng. Thì khi mà xuống từ từ thì các bạn để ý nó sẽ cái độ xù xì càng ngày nó càng nhiều. Khi mà nó xuống dưới tới đây thì nó đã là một cái cây sống lâu năm, thì nó phải xù xì, nó phải gồ ghề, nó phải có nhiều dấu vết thời gian. Thì ở đây mình có tạo những cái lớp cho cái da nó bung. Hiện tại các bạn thấy nè, khi mà mình đụng vô nó sẽ có những cái mảng rớt ra như vậy. Thực ra thì nó chỉ là một cái hiệu ứng bên ngoài, tại vì cây khi mình rờ vô thì nó sẽ có một cái hiệu ứng bên ngoài, làm những cái lớp vỏ nó bung, những cái lớp vỏ bung, mình có thể bung bao nhiêu nó không sao hết, tại vì trong cái lớp này mình đắp đất sét, mình đã đắp 5 lớp đất sét thì tất nhiên là lớp đất rất dày, các bạn cứ rờ thoải mái. Thì khi mà xuống tới đây thì các bạn thấy á, thì một cái cây khi mà xuống tới đây thì nó sẽ có một cái nhành cây bị gãy, thì tất cả thì có gì nó sẽ có một sự hy sinh mất mát nào đó khi nó bị gãy. Thì còn đâu có chất để nuôi thì nó sẽ có một cành lá úa vàng, nó sẽ tạo một cái cảm giác như là gợi nhớ về cái những cái dấu vết thời gian của nó, là sẽ có những cái thứ mà mất mát, những thứ hy sinh để nên tạo nên một cái vẻ đẹp hoành tráng. Và cái bộ rễ, theo mình á, mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, thì mình thích những cái mạnh mẽ và cái vững chắc, khi mà nó tạo được một cái vẻ đẹp hoàn mỹ, những vẻ đẹp mà nuôi một cái thân như vậy thì nó phải theo thời gian, theo thời gian thì sẽ độ gồ ghề của cái bộ gốc cây nó sẽ
hơn. Các bạn thấy thì khi xuống ngoài tới đây thì cái phần màu nó sẽ khác hơn, nó có những phần rêu, có những phần rêu và nó có những cái lớp da bong ra, có những cái hang hốc nữa. Mình thích tìm tòi nghiên cứu những cái này. Có nhiều khi mình ngồi những cái gốc cây, mình ngồi mình có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ có thể ngắm cái phần lớp vỏ thôi. Như vậy này, thì nó sẽ nó khi mà một cái người chơi bonsai lâu năm, những cô chú chơi bonsai lâu năm thì người ta sẽ biết cái độ sống lâu của nó là nhờ vào cái bộ rễ như vậy. Thì mình nghĩ cái ý tưởng của mình đã 10 năm nay thì cái thân á thì nó phải là phải già, phải cằn cỗi lắm 10 năm rồi. Thì nó mình nuôi đúng một cái giấc mơ để tạo thành như nó, là ngày hôm nay mình đã hoàn thành thực hiện giấc mơ của mình. Có những trái thực và mình những trái giả. Ví dụ như là nó sẽ có những cái trái dài như vậy, thì khi mình đắp một cái lớp cái trái dài thì nó sẽ độ dài này nó đâu còn mềm, nó đâu còn thật nữa. Tại vì khi như vậy nó, tại vì cái cây trái này nó không có gì đặc biệt hết á, nó trơn tru, nó bình thường lắm. Mình làm một cái giả thì nó sẽ nhìn nó tầm thường lắm, giống như một cái gì đó, một cục đất đen xì à. Thì mình tạo cái hiệu ứng nó là vừa có thật vừa có giả. Tại sao? Ở môi trường nó có rất là nhiều những cái trái này, nó độ bền nó rất là cao mà nó cứ quăng lăn lóc vậy, giống như là người ta gom người ta bỏ, thì những cái đó mình sao mình không tận dụng lên. Vậy là đây là trái thật, sẽ có 30% là thật và 70% là giả. Nó sẽ kết hợp giữa thật và giả để tạo cái hiệu ứng, cái hiệu ứng mà thân phải, thương của mình, nó mình phải nói là có 30% là trái ở trên cây và 70% là bằng đất, đúng không? Dạ đúng. Nên là các bạn nói nó không giống thật thì không đúng, tại vì nó đã có 30% nó là thật. Chính nó là chính nó rồi, đúng không? Nó từ nó để tạo ra những cái khác. Hết kinh quá. Nên là nó đánh vào giống như khi mà chị nhìn nó, chị sẽ có cái cảm giác nó lạ lạ, nó có vừa quen mà vừa xa lạ là vậy á. Tức là những cái trái đó không phải là vứt đi nữa, nó vẫn có giá trị, đúng nó không? Có giá những trị. Cái trái Osaka thực tế ở ngoài đời nó vẫn nó có giá trị. Trị. Nó đã nằm trong tiềm thức của mình thì nó sẽ lưu lại trong tiềm thức của mình và nó sẽ lưu lại trên cái dấu ấn của mình, sản phẩm mình làm ra. Ví dụ như là trái này nếu mà bằng đất thì nó thực ra thì nó cũng hơi bị phí, nhưng nếu nó là trái thật mà được gắn lên đây, nó được tồn tại với thời gian thì tự nhiên nó lại có giá trị hơn rất là nhiều. Mình xử lý cho nó và mình sẽ áo một cái lớp bên ngoài. Giống như là mình áo một lớp đất sét hoặc là mình áo một cái lớp màu để giữ cái độ bền nó lâu hơn. Và mình coi như là mình trân trọng một cái tác phẩm, trân trọng một cái vật mẫu của mình đưa cái vật mẫu của mình vào cái tác phẩm của mình.